Mặc dù các hoạt động hợp tác đầu tư thương mại giữa Việt Nam, Hàn Quốc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng hai nước vẫn thống nhất triển khai đồng bộ các giải pháp của kế hoạch đã đề ra nhằm thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 100 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Tại buổi hội đàm trực tuyến giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Công nghiệp Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc Sung Yoon-mo mới đây, hai bên đã chia sẻ và đánh giá cao nỗ lực các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 rất quyết liệt, hiệu quả của chính phủ hai nước. Hai bộ trưởng cũng trao đổi các biện pháp hợp tác phòng chống dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo duy trì, không gián đoạn và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh không thể gặp mặt trực tiếp do dịch COVID-19. Nhân năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, hai bộ trưởng nhất trí phối hợp chặt chẽ ủng hộ các sáng kiến chung vì sự thành công của các hội nghị cấp cao, các hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN và vì sự thành công chung của năm ASEAN Việt Nam 2020. Hai bên chia sẻ mong muốn phối hợp chặt chẽ với các thành viên liên quan để có thể ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện trong khu vực cho năm 2020, nhằm tận dụng tốt hơn nữa Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc trong việc thúc đẩy xuất khẩu. Hai bộ trưởng đã quyết định thành lập nhóm công tác xây dựng hệ thống trao đổi dữ liệu CO điện tử trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc. Khi hệ thống này đi vào triển khai, doanh nghiệp sẽ không cần xuất trình CO bản giấy để được áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu nữa. Việc này giúp giảm chi phí đi lại, giao dịch và tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hai bên.